Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, lễ xuất giá hay còn gọi là lễ chịu lạy là nghi lễ báo cáo tổ tiên và trả ơn ông bà, cha mẹ, những người có công dưỡng dục, nuôi dạy cô dâu khôn lớn nên người, được tổ chức vào đêm trước khi đi lấy chồng của cô dâu. Cha mẹ cô dâu sẽ mời các vị trưởng bối như ông bà, chú bác và cả anh chị em trong gia tộc nhà gái, chủ yếu là để cha mẹ, gia đình báo tin con gái sắp đi lấy chồng cũng như nghe những lời dặn dò, dạy bảo. Đây là một nghi lễ rất quan trọng đối với một cô gái trước khi đi lấy chồng. Vào buổi tối tầm khoảng 7 giờ 8 giờ tối, cha mẹ của cô dâu sẽ mời bà con đến dự, đặc biệt là các vị trưởng tộc như ông bà, cô chú, bác. Đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng đối với người miền Nam Việt Nam. Địa điểm được chọn sẽ là trước khu vực bàn thờ tổ tiên hoặc phòng khách tại nhà cô dâu. Không khí của buổi lễ thường rất là cởi mở và vui vẻ, nhưng cũng đôi khi sẽ là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của cô dâu, người thân trước khi con gái đi lấy chồng. Trước tiên, cô dâu thắp hương bàn thờ cửu huyền theo đúng phong tục, xá lạy ba cái để tỏ lòng hiếu kính. Đó là lý do nó còn được gọi là lễ lạy xuất giá. Cha mẹ cô dâu sẽ dâng rượu, trà để báo cáo, xin phép ông bà cho con gái đi xuất giá về nhà chồng, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Một nét đẹp văn hóa xuất hiện ở một số vùng ở Nam Bộ, đó là sau khi nhận quà cô dâu sẽ rót rượu hoặc trà để dâng lên, gọi là ly rượu mời để bày tỏ lòng tri ân của mình. Thường thì cha mẹ, ông bà và người thân cũng nhân dịp này mà trao quà tặng cho cô dâu, gửi lời chúc đến cô dâu trong ngày trọng đại. Cha mẹ tặng quà cho cô dâu làm của hồi môn sau này cũng trong lễ xuất giá này. Thường thì những người tham dự sẽ gửi lời chúc phúc và dặn dò đối với cô dâu. Trong buổi lễ này thường sẽ có không ít giọt nước mắt nghẹn ngào, hạnh phúc đầy xúc động của cô dâu. Và sau đây là video mà tôi ghi lại được tại lễ xuất giá. Em Ngọc Quyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì không có là thôi, không có bao việc thì không phải đi.
khó cha rồi. Bây giờ nó có bao nhiêu? Bao tiền đây rồi? Ấy còn cái hàng đi hàng nhé. Rồi là bà cháu đi đây. Quay cho ông bà thần. Cháu đó, đi đây. Quay cho bà thần. Cháu 4 hả? Làm lễ cho em. 2 Hôm nay chồng bà không có biết. 3 Quay cho bà. 1 2 Quay cho bà đi. 2 luôn. Bị em có nữa sao hết đi. 1 Bây giờ là mình lấy cái tiền để bà bắt cố không thì mà lấy bà hiện tiền. Thì ông bà hiện tiền ra thứ nhất thì có ai lớn hơn tổ mẹ ông bà, lớn hơn tổ mẹ thì đứa con mới phụ qua cho cháu nó tình thế. Còn nếu không có thì có bà hội lớn nhất thôi. Bà hội, cháu muốn cái phụ cho cháu nó kết lại. Bà chơi đi, bà chơi với bà. Đưa bà nội không? Học viên, con đi ngủ đưa bà nội. Uống hết các cụ cho bà cháu mừng cháu. Hết trời còn thấy chi? Bây giờ Ừ, thầy đâu lớn, thầy nhỏ thì em. Thầy quay em.
Thằng em của ơi, thằng cầm dấu dựng, thằng cứu đi, cô kì
cậu mở đây, em có lời cảm cháu đẹp. Oh, my God.
Thank you.
vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.